đã trả lời kênh má cá cỏ của cửa hàng Thành Hợp bên em ha. Thì cửa hàng Thành Hợp địa chỉ là ở xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ nha. Thì bên em có bán hàng là ship hàng toàn quốc nha anh em. Hoặc là anh nào có nhu cầu loại địa phương mua hàng thì mấy anh tới ủy ban xã Trung Hưng hoặc là Bách Hóa Xanh của xã Trung Hưng thì alo bên em sẽ cho mấy anh em nó đi ra nó đón mình vô mua hàng ha. Thì bên em hôm nay cũng lên cho mình một lô máy cắt cỏ nhỏ nhỏ nha. Giá là 1,2 triệu cây trở lên nha anh em. Dao động từ 13 cây. Từ C1 cho đến C13 ha. Đó, 13 máy nha. Cho anh em nào mà tha hồ lượng nha, nói chung máy rẻ, máy mắc thì bên em cũng có, lòng to lòng nhỏ tùy theo máy thì mình chốt đơn nha anh em. Thì em vô sơ lược giới thiệu cho mình luôn máy ha. Thì hôm nay em có lên là Makita nè. Makita hộp có 1,2 triệu cây này nha anh em. Rồi kế đến là Optin ha. 22. Đó, phiên bản của nước sản xuất tại Nhật nha anh em. Sinewa tôm nhôm ha, 234. NB223 nha. Cái này là Robin đầu chuồng anh em, rất đẹp. Đó, Magu 20cc đồng 30 ly Nhật quên xài. Hitachi 21cc có trợ lực đồng 31 ly ha. Kéo nó lận được liền. Rồi, Makita 2. Bỏ mà cỡ 10 giây sau đó mới chạy nha. Rồi quá. Rồi cái đó là Ryobi 2620 ha. Hàng này rất là chuộng nha, anh em rất là chuộng mẫu này. Rồi bên em có lên cho mình hai cây Magu trợ lực ha, một cây tôm liền, một cây tôm rời nha anh em. Trợ lực hết, được trả nhẹ nổ ha. Rồi. Kế đến là Eco Qgit 2625 ha, trợ lực chạy chế zin ra bóp zin rồi luôn nha. Đó. Rồi một cây Qgit chạy chế hai kim ra ngang nha anh em. 260 ha, có trợ lực Mitsubishi TB 26 nha ha, chạy chế hai kim. Đó, máy này đẹp lắm nha anh em. Rồi, bây giờ mấy anh qua coi thể lệ mình mua hàng ha. Rồi mình mua hàng thì mình liên hệ giùm em số điện thoại này. 0913136620 nha. Đó, mấy anh coi không kịp thì mấy anh chụp cái bảng này lại ha. Rồi bên em có nhận ship hàng toàn quốc nha anh em, từ trong Nam ra Bắc ha. Ví dụ như mấy anh đi miền Nam thì trong vòng 3 ngày, miền Trung trong vòng 5 ngày và miền Bắc thì trong vòng 7 ngày mình sẽ nhận được hàng ha. Thì được xem hàng, test nổ máy trước khi nhận, đặc biệt bên em không lấy cọc kèm theo 6 món phụ tùng ha. Thì 6 món phụ tùng của em là có là một cái dây đeo tầm bậy, cái lưỡi dài ba tấc đĩa mới ha, một cái dây đeo, một cái tiếp mở bugi mở đầu dao được luôn nha, một cái lục chắc 4, một cái ổ khước 4 cháu có dây khước luôn, và một cái trắng cỏ nha anh em. Đó là tổng 6 món này. Còn cái đĩa tròn này là anh nào không xài đĩa dài ổ khước thì mình lấy đĩa tròn ha, đặc biệt đĩa tròn là đĩa zin nha anh em. Đĩa zin theo máy về ha, thì nó xét, bên em sẽ chờ lại cho hết xét ha. Thì bên em cũng có bán đĩa tròn này nữa nha, anh nào có mua thì bên em bán 50.000 một cái nha, phí ship mình chịu nha anh em. Rồi cái này thì gom cỏ anh em ơi, gom cỏ gom lúa nha, 100.000 cái nha. Đó, anh nào mua máy mua gom cỏ thì em bao ship, còn mua lẻ em cũng có bán ha, thì phí mấy anh chịu luôn. Đó, rồi nhớt hay thì nha anh em. Đó, bình nhớt này là 1 lít 100.000 ha. 1 lít nhớt như gì xài rất là lâu, xài từ 20 đến 25 lít xăng ha. Khi mấy anh pha, mấy anh bóp lên đây cho nó qua đây xuống đây giùm em ha. Và khi mà mình pha thì mấy anh nhớ tỷ lệ, em hay chỉ nè, 1 lít xăng pha giùm em 40ml nhớt hay thì nha, 40 hoặc 50 nha, xài bao bền nha, xài bao bền hư hao em thần. Đó, rồi khi mà mấy anh pha như vậy máy chạy nó sẽ hơi ra khói chỗ cái bô khói nha, nhưng mà không sao, không hư máy, đảm bảo cho anh 100% là không hư máy nha, nó mát máy mình đó, cho nên anh em cứ an tâm nha. Rồi bây giờ em sẽ test máy cho anh em xem, mấy anh coi cây nào phù hợp với mình thì mình chốt ha. Rồi dịch đi hại. Siêu phẩm đầu tiên bên em là một cây Makita hộp nha anh em. Ha, Makita màu xanh đẹp nha anh em, rất là đẹp, giá mềm xèo luôn. Chạy sở hữu chế zin luôn nha, sở hữu chế zin quanh rồ luôn ha. Tôm liền tôm nhựa, tắt. Tôm liền tôm nhựa cho mình luôn. Ga nè. Ga giữ, một tay cầm, trắng cỏ đầu bò zin ha. Thì cũng như mấy anh không xài một tay cầm thì mấy anh nói bên em sẽ lên hai tay cầm cho mình miễn phí, không tốn tiền ha. Đó. Rồi mấy anh chốt thì C1 giùm em, 32 ly, công suất 23cc, 1,2 triệu ha. Kế đến là Optin ha.
Tin công suất là 22cc nồng 32 ly. Cái này thì bên em có lên chế hai kim mới nha. Do cái chế zin của nó không nhạy nổ anh em, chậm nổ cho nên là lên chế hai kim cho mấy anh dễ sử dụng nha. Máy này còn đẹp ha, cái đầu nó tròn tròn nha anh em. Ít tin này chạy rất là bền nha anh em, bóc khỏe đó. Anh nào phát cỏ gia đình đồ đó ha. Thì đây. Cho trâu cho bò ăn thì mình nên chọn thương hiệu này dễ sử dụng nha anh em. Thì đấy máy này lốc có giặt mát Insaban ha. Công tắc nè. Bắt ra giữ nè, đẩy lên là tắt, đẩy xuống là mở ha, một tay cầm, đầu bò ghi rồi theo máy ha. Mấy anh chốt thì C2 dùm em 32 ly, 1.300.000 nha anh em. Rồi, xin đi qua ha. Thằng này là 3 số nha, xin đi qua 3 số đó, 234 nha nè, nồng 32 ly ha. Máy thì nó zin hết đó, chạy chế zin luôn nha đó. Có cái mẫu áo nó hơi xấu thôi chứ lóc máy nó cũng còn sáng sủa đẹp lắm nha nè, lóc dập chỉ xin đi qua đồ luôn, tinh nhôm luôn nha ha, chạy bao chất lượng nha, bao chất lượng, đập cước cũng vô tư luôn nha nè. Đó đó, 234 anh em thấy không, cái công tắc nó nằm ở đây, công tắc zin ở trong, còn cái này nè anh em thấy không, ngon lành cành đạo cho mình luôn chứ. Hai tay đôi ra giữ ha anh em. À, lắp rồi zin. Rồi cái này có 1.3 nha anh em. Mấy anh chốt thì C3 giùm em ha, 1.300.000. Rồi, cái đó là Robin 223. Rồi Robin 223 nồng 32 ly ha. Chạy chế hay à, một kim nghe nè, này sở hữu chế zin hết. Mẫu này đẹp quá anh em ơi. À, mới cạo đầu nữa nè. Bình xăng zin rồi luôn ha. Chạy rất là chắc và khỏe nha. Không tắt. Ai à, nhìn nít đây ai à? Thấy lực phạm không? Nói chút chút nói chị điện thoại chị đang like. Tim nhôm nha anh em, tim liền. Hai tay đôi ra giữ ha, đầu bò ghim. Chị mua 1.4 nha anh em. Số thứ tự mấy anh chốt số thứ tự là C4 cho em 1.400.000 ha, là sở hữu được cây máy chất lượng ngon lành cành đào ha. Đó, chạy hơi máy thì gắt ha. Đó, xong rồi ganti thì nó thì thầm nha ha. Rất là thông dụng, dễ sử dụng. Rồi, kế tiếp nha. Siêu phẩm anh em ơi, đẹp len can luôn ha, rất là đẹp nha. Dây giật trắng, ốc thì zin trắng tư luôn ha, sở hữu chế zin nha. Đó, đó. Máy móc là quá sáng quá đẹp nha nè, chạy chế zin ha, tum liền tum nhựa nha, công tắc trắng tư ra giữ cái tay đầu lớn nha. Trắng cỏ đầu rồi zin, anh nhìn ốc trắng tọn cỏ là thấy uy tín rồi đó, đó thấy chưa, quá đẹp. Có 1.4 thôi nha anh em, này nồng 30 ly nha, 20cc ha. Rồi lóc có dập mắt Insaban cho mình luôn ha, nó hơi mờ mờ ảo ảo thì tới chỗ mấy anh cứ kiểm tra ha, lóc không dập da ban cho trả về đó. Rồi mấy anh chốt thì C5 giùm em ha, nó đồ máy qua đeo cũng sáng hới luôn. Rồi kế tiếp là cây Hitachi, có chốt không, điện dưới đây hả. Thank you.
làm gì có. Đây là chị An có không chứ, đây làm gì có. Rồi, cái tiếp là siêu phẩm Hitachi, công suất là 21cc, nồng 31 ly ha. Có trợ lực nha anh em. Trợ lực này trợ lực chả hay viên đề máy này thì ốc zin nó sẽ màu đen ha. Đó, một gọi là Hitachi trắng nha. Phiên bản Nhật Bản các bạn em ơi. Sở hữu chế zin luôn ha, chế zin quanh rồ luôn. Hình xăng lớn trắng sáng đẹp nha. Tôm liền tôm nhựa ha anh em. Những cái phiên bản chiếc lá này nè, nó tượng trưng cho lá cây là cái môi trường đó ha. Thì mình tiết cái, tức là cái này sao, tiết kiệm nguồn nhiên liệu thải ra môi trường ha, không gây ô nhiễm ra nè. Đó, cực kỳ tiết kiệm xăng cho mình luôn, có chân chống luôn nha anh em. Đó, thì máy này đi theo cũng hai tay đó thì đâu lớn ra giữ rồi công tắc trên di động ha. Lắp nè. Chắn cỏ đầu bò zin ha. C6 31 ly 1.4 triệu ha, 1.400.000. Rồi cái đến là Makita 257 nha. Rồi, nghe nó nổ gì được anh em ơi, nói chung là nó hết xăng đó. 257 ha, chạy chế 1 kim quanh rồ, le đỏ tự động nha. Đó, le đỏ tự động cho mình luôn, món này sáng đẹp nha anh em. Tôm liền tôm nhựa đó, hai ta đôi nè, ra bóp nha, tắt mở đầu bò zin ha. C7 nha, 1.5 triệu ha. C7 34 ly 1.500.000 đồng. Rồi cái đó là cây Ryobi 2620 nha. Nồng 34 ly ha. Có trợ lực nha, trợ lực chả nha nè. Đó, van bô khói là quá đẹp ha, sáng trưng sáng hới luôn nha. Này còn đường nào mà chê nữa anh em. Đó bên xăng zin nè, chạy chế máy cưa rồi luôn ha. Rất là đẹp nha. Tum liền tum nhựa anh em ơi. Yêu bị này bên em bán chạy lắm, chạy luôn. Đắt hàng á. Rồi, theo máy thì hai tay đôi ra giữ ha, cũng tắt nè. Tắt nè. Tách ra nha, kéo lên kéo xuống nha. Chắn cỏ đầu bò zin ha. C8 nha anh em, 1.6 triệu ha. Đó, 34 ly, 1.600.000 cho Ryobi nha. Rồi, hai cây Magu nha, một liền một rời. Cây gậy luôn đi. Kiếm bình xăng ha. Bình xăng đâu, chỉ cho đi kiếm nguyên. Hình như mình có mấy cái bình xăng ở trong cái là 261 thì có lấy gì cái nào không? Có ai kêu đâu.